Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo báo cáo của các địa phương, tính đến 9 giờ sáng nay, 11 tháng 9, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã làm 201 người chết, mất tích 143 người chết, 58 người mất tích. Cụ thể, Cao Bằng 52 người chết, 29 người chết, 23 người mất tích, tập trung tại huyện Nguyên Bình. Lào Cai 66 người, 45 người chết, 21 người mất tích. Trong đó, Sapa 9, Bát Sát 13, Simacai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2, Bảo Yên 20. Hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Yên Bái 40 người do sạt lở đất, 37 người chết, 3 người mất tích. Trong đó, Lục Yên 13, thành phố Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2. Quảng Ninh 13 người chết do bão 12 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng 2 người chết do bão. Hải Dương 1 người chết do bão. Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang 3 người do lũ, 2 người chết, 1 người mất tích. Hà Giang 2 người, 1 người chết, 1 người mất tích. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc 2 người, 1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền. Phú Thọ 9 người, 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người chết do sạt lở đất. Ngày 10 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có văn bản tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết thứ Bảy, ngày 14 tháng 9, 2024 để phòng tránh mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc sở trong thời gian nghỉ học không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe con người. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị chủ động theo sát tình hình, ngay sau khi nước rút, huy động các lực lượng tập trung nhanh chóng vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, thiết bị dạy học, thực hiện tiêu độc, tẩy trùng, phòng bệnh phát sinh, vệ sinh môi trường sau bão đảm bảo an toàn để đón học sinh đến trường. Các đơn vị rà soát điều chỉnh kế hoạch dạy học, phân công giảng dạy từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, đảm bảo theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 6 giờ ngày 11 tháng 9, mưa lũ đã làm chết 38 người, mất tích 3 người và bị thương 17 người. Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vào tối 10 tháng 9 cũng thông báo cho học sinh nghỉ học. Theo đó, đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có cấp trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục ngoài nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Các cấp còn lại do Ủy ban Nhân dân huyện căn cứ tình hình quyết định. Tại Thái Nguyên, mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực bị ngập sâu, đặc biệt là thành phố Thái Nguyên. Nhiều trường học bị gió bão làm tốc mái, đổ cây, gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, thành phố Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học ngày 10 và 11 tháng 9. Tại Lào Cai, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, qua thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh có hơn 40 trường, điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3. Nhiều trường học bị ngập trong nước lũ, vì thế học sinh chưa thể tới trường. Tại Hà Nội, sau bão số 3, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng gây ngập lụt nhiều nơi trên thành phố. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường học chuyển sang dạy học trực tuyến từ hôm nay. Trước thực tế trên, chiều 10 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện khẩn yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan y tế để khử trùng, làm vệ sinh trường lớp, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão, đảm bảo điều kiện an toàn trường học, vệ sinh môi trường trước khi đón học sinh trở lại trường. Thời gian mưa lâu, kéo dài làm cho đất ngấm nước bị mềm, yếu, nguy cơ sạt lở đất rất cao, cần chủ động rà soát, kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn để có phương án sửa chữa, khắc phục. Cương quyết không đưa vào sử dụng các công trình không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ đổ sập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương lên kế hoạch và triển khai ngay việc sửa chữa cơ sở hạ tầng trường học, đặc biệt ưu tiên các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của giáo viên và học sinh, di dời học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học khỏi các khu vực bị hư hại nặng hoặc chưa an toàn.
Các trường cần rà soát hệ thống cây xanh, tường rào, cổng trường, có phương án tỉa cành, phòng chống sập tường, đổ cây. Đặc biệt, cần kiểm tra các điểm trường, các cơ sở giáo dục gần sông suối, gần khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cảnh báo hoặc ngừng cho học sinh đến trường nếu mất an toàn. Ngày 10 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3. Công điện nêu rõ, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn ở diện rộng, làm thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm ổn định hoạt động dạy và học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan y tế để khử trùng, làm vệ sinh trường lớp, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão, đảm bảo điều kiện an toàn trường học, vệ sinh môi trường trước khi đón học sinh trở lại. Thời gian mưa lâu, kéo dài làm cho đất ngấm nước bị mềm, yếu, nguy cơ gây sạt lở đất rất cao, cần chủ động rà soát, kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn để có phương án sửa chữa, khắc phục, cương quyết không đưa vào sử dụng các công trình không đảm bảo chất lượng có nguy cơ đổ sập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương lên kế hoạch và triển khai ngay việc sửa chữa cơ sở hạ tầng trường học, đặc biệt ưu tiên các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của giáo viên và học sinh, di dời học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học khỏi các khu vực bị hư hại nặng hoặc chưa an toàn. Các trường cần rà soát hệ thống cây xanh, tường rào, cổng trường có phương án tỉa cành, phòng chống sập tường, đổ cây. Đặc biệt, cần kiểm tra các điểm trường, các cơ sở giáo dục gần sông suối, gần khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cảnh báo hoặc ngừng cho học sinh đến trường nếu mất an toàn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đảm bảo cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm và trang thiết bị dạy học cần thiết cho các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổ chức hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, đặc biệt là các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, các sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương trong việc cứu trợ và khắc phục hậu quả sau bão, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình giáo viên, học sinh chịu thiệt hại nặng, có kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, vật dụng cần thiết cho học sinh các trường bán trú, nội trú đảm bảo an toàn, chu đáo, thuận tiện cho học sinh. Các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp tình hình thiệt hại và các biện pháp khắc phục, xử lý gửi đến cấp có thẩm quyền và báo cáo chi tiết về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo chính phủ. Lũ sông Hồng dâng cao, Hà Nội cấm xe trên 9 chỗ, xe tải 0,5 tấn qua cầu Chương Dương. Lũ sông Hồng dâng cao khiến nhiều nhà cửa ven sông ngập. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo hạn chế xe khách, xe tải trên 0,5 tấn qua cầu Chương Dương. Mưa lớn vẫn tiếp diễn sau bão số 3, cùng với việc các hồ chứa thủy điện tăng cường xả lũ, khiến mực nước trên các sông thuộc địa bàn Hà Nội lên nhanh, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê. Đặc biệt, lũ sông Hồng dâng cao trong đêm 9 và rạng sáng 10 tháng 9, khiến nhiều người Hà Nội không kịp trở tay. Cư dân sống ven sông ở các bãi Phúc Tân, Phúc Xá, Bến Chương Dương Độ, thuộc hai quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, phải chạy lũ trong đêm. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, lũ sông Hồng dâng cao chảy xiết có khả năng ảnh hưởng đến kết cấu cho các cầu bắc qua sông Hồng, đã có nhiều năm tuổi như cầu Long Biên, cầu Chương Dương. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương từ 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9. Theo đó, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn có nhu cầu đi qua cầu Chương Dương, lưu thông theo các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bố trí lực lượng, hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao. Đồng thời theo dõi đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, quận Long Biên chỉ đạo lực lượng công an quận, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan điều tiết,
hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đổ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao, khu vực lân cận. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!